Tôi và chúng ta tiếp tục trên phần kinh. Bao không? Hôm trước chúng ta đã biết về phần tham chiếu về phần Phật trong vô tiền thân Như Lai ha, là sinh quá trình sinh tử ha. Khi Đức Phật trong quá trình sinh tử ha, thì động cũng đã là ở trong cõi giới của địa ngục ha, cõi giới của địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy ha, ngài đã ở qua các là Abaha, Ababa, A Đạt Đa, đồng phụ, đại đồng phú, hắc thạch, đại hắc thạch, đại hải thạch, địa ngục, hào hỏa xa ha, là tất cả các ngục hỏa xa là quý vị biết rồi ha. Quý vị biết rồi, trên kinh tôi đã giảng kỹ về Phật các cõi giới của địa ngục là chúng ta đã qua hết rồi ha. Đó là những kiến thức cũ mà tôi đã truyền tải trên kinh Đạt, trên kinh Tạng cũ nên chúng ta đã biết rồi ha. Thì chúng ta hỏa xa trên đó thì chúng ta thấy được ha. Và hỏa xa có các ngọn lửa phun suốt ngày ngày đêm không ngừng nghỉ ha. Tội nhân vào đây sẽ bị thiêu đốt. Tội nhân vào đây là bị tội gì? Ở trần gian hay nói lời thị phi là một, hay nói lời đâm chém hay là ác khẩu, đó là gọi là ác khẩu, là hai, là tội nhân sẽ rơi vào đây. Điều đó có nghĩa là chúng ta rồi tội nhân thứ ba là hay nói lời lưỡng thiệt, lấy chuyện không mới có, đó là tội nhân này sẽ bị cực hình thiêu đốt. Chúng ta là những người đồng tu thì chúng ta còn phải biết, chúng ta còn phải nắm và đỡ, chúng ta không dính vào những lỗi trên. Chúng ta dính vào lỗi trên là chúng ta sẽ bị rơi vào đây. Rơi vào đây thì một ngày đêm ở địa ngục là bằng 2.700 năm ở trần gian. 2.700 năm ở trần gian. Như vậy thì 2.700 năm ở trần gian chỉ ở địa ngục mới có một ngày đêm. Như vậy chịu cực hình kinh khủng. Mà họ ngục này thôi không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta không có biết là không ngừng nghỉ. Chịu nít. Mà quý vị thử nghĩ xem. Nếu quý vị ở trong địa ngục mà 2.700 năm thì ở trần gian bao nhiêu? 2.700 năm nhân 2.700 năm. 2.700 năm. 7749 là một, có phải là gần 10 tỷ 640.490 vạn năm không? Như vậy cái đó quý vị lấy máy tính ra bấm ha. Tại vì tôi lấy con số đơn giản thôi. Thì như vậy thì quý vị cảm thấy như thế nào, nên phải tu hành phải hết sức cẩn thận ha. Nên như vậy mà chúng ta nên biết ở chỗ nào. Tiếp theo, từ đó mà chúng ta mới từ đó mà Đức Phật để mới thấy được sự khổ của đâu trong địa ngục, và từ đó mà mặt miệng hòa phun trong núi lửa, không thở to lớn, tay chân dược sâu sắc tức đen đồng cầm sen, là tức là Đức Phật đã nói là mọi tội lỗi đều thì do ông nhận lấy ha, rồi do ông nhận lấy ha, đừng có làm đau khổ mọi. Như vậy thì chúng ta thấy sự tấm lòng cao cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm cho sự rung động cả trời lẫn đất ha. Từ đó là ngài ngay lập tức giải thoát ha. Từ đó ngài giải thoát tất cả cũng được giải thoát, nhưng từ đó mà ngài mới tu hành chính quả ha. Chính quả là đỡ thị hiện trong nhân gian, chết truyền thông là đã thành chính quả rồi ha. Mình quý vị mình biết. Tiếp theo là những quần sức to lớn để hai người bác quỳ hỏi con nổi nên bị quỷ đầu trâu ha. Này, trên kinh đã nói rất rõ nên bị ngồi thiêu đốt ra thì quỷ đầu trâu bàn ha. Này, lấy cây đinh ba đâm vào bụng gãy gọc và đâm vào đầu ha. Đầu đập vào lông ha. Đập vào lưng đập vào lưng và phun lửa là ở trên phun xuống ha. Ở trên phun xuống cùng một lúc ha. không cho tội nhân nghỉ ha. Như vậy thì kinh báo ân này cũng nói một phần rõ nhưng không nói rõ bằng kinh địa ngục ha. Như vậy thì trên kinh địa tạng ha. Như vậy thì chúng ta thấy được ha,
thì quý vị cũng nên biết được ở chỗ này ha. Trong các một lớn và các phần nhỏ trên tất cả gần cái ngàn hoa ngọc mà tôi đã thời gian trước ha, quý vị nên biết ha. Nên chúng ta phải có sức cẩn thận trong lời nói của mình ha, lời nói của mình mà không được nói lời hung ác ha. Nói lời hung ác sẽ chỉ dẫn đến kết cục rất là bi thảm ha. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.